Hoàng Hà Audio xin chào toàn thể các bác nhá. Đấy thì hiện tại bên em đã về được một số hàng như ở đây. Ở đây là em đã về được hai cái lô của mic UX23 nhá. Một cái lô mà hiện tại đợt trước hết hàng khá là lâu và đợt ngày hôm nay thì bên em cũng mới về được cái hàng này. Và cái hàng ở ngày hôm nay thì ở đây em cũng đã khui ra luôn cho tất cả các bác để em giới thiệu lại một lần nữa về cái con mic UX23 như thế này. Đấy. Ở đây thì nó đóng thùng bên em nhập về nguyên cho nên đóng thùng cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy các bác có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, cái dòng UX23 này thì nó đã nổi tiếng trên thị trường bởi vì nó cho cái độ bắt sóng rất là xa luôn, cũng như là nó cho khả năng bắt tần số cũng như chống hú cực kỳ tốt. Đấy, cho nên là đợt trước em về hàng bao nhiêu em bán hết sạch luôn. Đấy, hiện tại là ở một thời gian khá là dài rồi thì bên em mới về được một cái hai cái lô như thế này. Và hai cái lô đợt này về bên em cũng để cái giá rất là đẹp thôi nha các bác nhá. Đấy, để giá cực kỳ ok luôn. Thì ngay bây giờ lát nữa em sẽ giới thiệu lại một lần nữa về con mic UX23 như thế này. Ở đây các bạn vẫn đang khui hàng ra rất là nhiều như thế này. Cái phụ kiện của con mic UX23 nhá. Đấy, cái dòng này thì bên em về xong thì cái dòng này em cũng bảo thẳng luôn là cái dòng hàng loại 1. Hàng loại 1 thì là cái hàng chất lượng cực kỳ ok rồi nha các bác nhá. Đấy, ở đây em cũng tháo ra luôn cho các bác để các bác nhìn này. Đấy, cực kỳ ok luôn trong cái dòng như thế này. Đấy, con mic này đánh giá cực kỳ ok luôn. Từ trước đến giờ con mic này em bán rất là đắt hàng luôn nhá. Các bác yêu cầu bên em về rất là nhiều. Và tận ngày hôm nay thì bên em cũng đã về được một cái dòng như thế này. Và ở đây là các cái phụ kiện của nó này. Đấy, có cả chống lăn rồi là một số các cái dây đầu nối của nó đây. Dây này nó đầu nối hoàn toàn bằng dây 6 ly nhá. Và dây 6 ly này sẽ đi kèm này. Cũng như ở trên đây là nó có cục nguồn của nó đây. Và đặc biệt là con này là nó là dòng màu đen nhá. Em cũng đã nói rồi. Ở cái dòng 23 thì nó màu đen như thế này. Các bác có thể nhìn thấy ở đây. Và con này cực kỳ rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Và con này là có 4 dâu này. Có 4 dâu này như thế này. 4 dâu cho khả năng bắt sóng cực kỳ xa và ổn định luôn. Cho nên là nhiều bác hỏi bên em rồi về cái dòng này hát sự kiện có được không, thì con này hát để các bác chơi dòng sự kiện thì đều được nhá. Sự kiện gia đình hoặc là ở trong phòng hay là ngoài trời đều ok hết nhá, các cái dòng như thế này. Đấy. Em sẽ lôi ra để cho tất cả các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái em nó ở đây như thế này nhá. Thì là các bác cũng thấy rồi. Đấy, em nó đợt này đã được các bác nào tinh ý thì các bác cũng thấy ở đây là cái chữ xua này nó đã được in chìm nhá và hoàn toàn làm khung nhôm này. Và bây giờ nó đã lấy cái màu xanh này rồi nhá. Đấy, ở đợt này nó sẽ nâng cấp hơn một chút. Thì càng đợt sau thì nó sẽ càng nâng cấp mà. Các cái hàng lô sau thì nó sẽ cực kỳ ok luôn. Các cái lô đời mới nhất hiện tại sẽ là các cái lô mà hàng cực kỳ cao cấp luôn. Và ở đây thì là các cái lúm này nó cũng với bác là tinh ý mà các bác sử dụng các cái dòng karaoke và các bác tìm hiểu nhiều thì các cái lúm này nó đều đã được thay đổi rồi này. Đấy, nó được thay đổi và chắc chắn hơn nhá. Và cũng như là trên đây này, nó vẫn nó thay đổi nhưng nó vẫn giữ được các cái led đẹp của nó nhá. Nó vẫn có chữ su ở đây như thế này. Đấy, và đợt này bên em đã về hàng khá là nhiều đây thì là bên em cũng xin phép là xả hàng luôn với tất cả các bác là cũng để cái giá cực kỳ ok luôn ở cái đợt này. Đấy, nhìn cực kỳ đẹp luôn như thế này. Các cái cổng nguồn của nó vào đây nhá. Đấy, các bác có thể xem xét và các bác đầu nối ở đây như thế này. Đấy, clip này em chỉ làm để em giới thiệu lại sản phẩm này thôi. Bởi vì hiện tại đợt trước cái con UX23 này bên em đã làm rất là nhiều rồi về các cái dòng như này rồi. Đấy, và thậm chí bên em làm cả các cái clip mà bên em đã chỉ các bác hướng dẫn các bác đấu nối lại các tần số khi mà các bác mất tần số ở đây như thế này. Thì các bạn với bác nào quan tâm thì các bác có thể theo dõi lại các clip đấy, cũng như là các bác có thể sử dụng đặt mua các cái con mic UX23 như thế này nhá. Đấy, hàng này bởi vì hàng này bên em nói ra thì nó cực kỳ ok luôn. Đấy, nó hát rất là tốt luôn, cũng như là cái độ chống hú của nó cực kỳ ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, thậm chí nó có tích hợp thêm cả mic thông minh nữa, tức là khi đặt xuống khoảng tầm 2-3 giây là nó sẽ tự ngắt nhé, nó sẽ không bắt tiếng nữa. Đấy, và hiện tại bên Hoàng Hà chúng em đã về được rất là nhiều các cái lô hàng như thế này rồi. Thì với bác nào quan tâm thì các bác có thể liên hệ ngay bên Hoàng Hà chúng em nhé. Thì chúng em sẽ lên đơn và gửi đến tất cả các bác một số cái dòng mic như thế này. Bởi vì con mic này sẽ bán rất là đắt hàng luôn. Bán cực kỳ đắt hàng luôn, bởi vì đợt trước bên em về khá là nhiều rồi, mà bên em bán trong thời gian ngắn thì đều đã hết hàng nhá. Đấy, và bây giờ bên em về được một số lô như thế này. Đấy, bởi vì con này giá cực kỳ rẻ mà chất lượng thì ok, cho nên là mỗi lần về bên em chỉ về được một ít như này thôi. Đấy, thì là clip này em chỉ làm đây thôi. Với bác nào quan tâm thì các bác có thể đặt mua ngay bên em ngay bây giờ, bởi vì em không biết rằng là con này em sẽ với một số ít hàng như này thì em sẽ bán trong tầm mấy ngày nữa. Đấy, cho nên là tất cả các bác có thể liên hệ ngay bên em nhé. Đấy, em làm clip ngắn gọn như này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhé.